là phải để như thế này. Hay là vậy cần với chị? Lùi đây, mẹ quay đây. Quay đây, đúng không? Hello các bạn, welcome to Russian. Welcome to Russian Starbucks. I feel like a Korean in here. Anyways, welcome to Russian Starbucks. Cheers. Cheers. Take a sip and tell me how do you like Russian Starbucks? Hot. Really too hot to handle. Too hot to handle, yeah. Careful. Chỉ muốn ngọt hơn nữa. Ngọt hơn nữa. Để thêm đường. No. I'm not gonna do it. No, I can take your sugar. Đây là. You want me to introduce you? Tina ở trong. Tina. Đây là bạn Tina. Say something for the vlog. Everyone. Enjoy your coffee. We're gonna see you guys in a bit. Một set rồi phải chi tiền sáu bạn nhật. Drink menu right? Ừ đúng rồi. I'm busy filming. Ôi quay quay. No, only your hands. Okay, thank you. How do I look? Very cute. Thank you. Like 16. Yeah, thank you. That's the part that I want to hear. Đây là trà Tina order. Trà gừng hoa quả với mặt hàng. Restaurant in a European country, like you get the fork. Oh yeah, you never get this in like Asian countries at all. How guilty are you from 1 to 10? 0. I try bao. That sounds really inappropriate. For you, for me, right? Phải được bao, được try bao. Giỏi quá trời ạ. Đi ăn. Đi xuống xem nước hoa đi. Just to see how are things in there. Also, I wanna downstairs. Right? I wanna go here. Can we? I wanna see what's in here. Oh, books. If you see any interesting book, let me know. So for example, đây là cuốn Homo de, cái cuốn đầu tiên trước cái này là Homo sapiens đấy. Thì nếu như mà có một cái lời khuyên cho bạn nào đang muốn đọc cái cuốn này thì chỉ cần đọc phần 1, không cần đọc phần 2. Tại vì cái cuốn phần 2 này it's a repetition of the first one. So you don't have to read it. So, no to the deals. And second thing. If you want to read something, read it in native language. Nếu như mà cái cuốn này ấy, thì bạn không nên đọc tiếng Việt hay là tiếng Nga, mà nên đọc cái tiếng mà cái ngôn ngữ chính của nó là tiếng Anh á. Tại vì nếu như mà bạn đọc tiếng Việt, cái ngôn ngữ dịch ấy, mà cái người dịch nó dịch không hay ấy, thì sẽ là kiểu như là mất ý nghĩa. Mất ý. Like you lose your interest about it, like about reading it ever again. Any so yes to Daniel, what is it? Daniel Kahneman. Kahneman, but no to Russian version of or Vietnamese version of Daniel Kahneman. He got a Nobel for economics. Tức là ông này là ông ấy được giải Nobel cho bên cái chuyên ngành là economics, chuyên ngành kinh tế. Nhưng mà thật ra là cái này là kiểu như là behavioral economics, tức là nó thiên về psychology, nó thiên về tâm lý học nhiều hơn. Nhưng mà ông lại được một giải Nobel. Thank you. Yeah. Oh, I've been talking a lot. That's the whole point. Tình hình là bây giờ mình mới đang hơi tỉnh táo lại một chút xíu tại vì mình bị lây Covid. Nên mình sốt suốt từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, bây giờ mình mới tỉnh một tí. Mình sẽ cố gắng update khi mà mình tỉnh táo.
không bị mất mùi các bạn ạ, mình vẫn ăn nhiều. Đây này. Không rồi, tại vì mình ngủ nhiều quá nên là mình phải chia ra là hay phải ăn những bữa lớn ấy, hay phải ăn những bữa nhỏ để mà có thể kiểu ngủ mà nó không bị khó chịu ấy. Thế nên là mỗi ngày mình ăn phải 5 đến 6 bữa nhỏ như thế này này. Khó chịu thật sự đấy. Không nhìn thấy mặt của mình đâu. Mình hiện tại đang test nhanh, đang chờ kết quả. Như thế này tính là âm tính rồi đúng không nhỉ? Đúng không? Như thế này tính là âm tính rồi đúng không? Chứng. Xong rồi mình sẽ gửi cho mẹ mình xem. Ta-da. Đại loại là bây giờ mình đang chuẩn bị phải xếp đồ để mà ở đấy. Nếu như mà không có vấn đề gì thì ngày mai là ngày mai là thứ năm mình sẽ đi test PCR để xem mình có thể về Việt Nam hay không. Và nếu như mà ngày mai mình âm tính thì khoảng tầm ngày 29 này mình sẽ đáp chuyến bay mình về Việt Nam luôn. Còn nếu như mình bị dương tính thì mình sẽ phải chấp nhận ở nhà, tức là ở đây thêm 2 tuần nữa. Mong là sẽ ổn rồi. Hôm nay mình mới đi mua tấm đường Tết về. Thấy không? Mình mới mua hôm nay xong. Tại vì mình biết là nếu như là mình về vào ngày bao nhiêu? Ngày 28, 29 Tết thì sẽ chẳng còn mống nào bán đồ Tết cho mình cả. Nên mình đã mua sẵn quần áo Tết để mình đi về. Gồm có Áo phông đấy. Màu hồng. Thì đấy, bây giờ mình sẽ gấp một đống để mang về. Thì làm thôi, tại máy bay rồi. Xong rồi đây. Hôm nay mình mua được 3 cái quần. Nên là 3 chiếc quần của Levi's. Và mình đã tốn bao nhiêu? Mình đã tốn 2 tiếng của cuộc đời mình chỉ để chọn ra 3 cái quần hoàn hảo. Thì bây giờ hôm nay là cái ngày mà mình nhận được kiến thức về jeans nhiều nhất trong cả cuộc đời của mình. Thế là bây giờ mình mới biết là ngoài cái size bụng ra nó còn có một cái nữa gọi là size chiều dài. Nó còn có một cái nữa là kiểu như là có thể, tức
tức là có thể cùng một cái dáng đấy và có thể chọn loại ngắn hơn. Thì đấy, tại vì hôm nay kiểu tại như là vì mình phải thử đi thử lại, hôm nay kiểu phải thử đi thử lại xong cái là kiểm tra độ dài quần rồi các thứ dáng quần rồi các kiểu, thế nên là 2 tiếng mình mới chọn được 3 cái quần. Bây giờ mình phải gấp đồ. Gấp đồ, mình có nhiều thứ phải mang về lắm. Đây là một chiếc quần màu hồng. Tại sao nó có thể vàng như này được nhỉ? Nhìn như kiểu bị bệnh gan ấy nhỉ? Đây là máy bán khẩu trang các bạn. Bây giờ vẫn chưa bay tại vì bên ngoài đang làm gì nhỉ? Đang sọng tuyết à? Hello các bạn. Để mình. Các bạn có nhìn thấy mình không? Mình phải thay cái miếng dán ra thôi, nhưng mà mình đã không mua được miếng dán các bạn ạ. Those 3 words are spelled out in your eyes. But before I go on, say something. You've been told too many times.
Dương cầm vô giá, chắc là dạy piano. Sách trẻ con. Trẻ con. Khởi nghiệp với $100 là sao? Tức là đánh đề á cô.